Thời điểm này, mùa nước nổi từ thượng nguồn Mekong đang đổ về các nhánh sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là lúc tại các chợ quê vùng biên ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhộn nhịp không khí mua bán các loại cá đồng. Lượng cá đồng khi vào mùa nước nổi được thương lái địa phương thu mua trực tiếp từ người dân giăng câu lưới trên đồng, sau đó cân bán lại cho bạn hàng tại các chợ địa phương. Một tiểu thương ở chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự cho biết hiện lượng cá đồng về chợ đã nhiều gấp đôi ngày thường, phong phú nhiều chủng loại như cá lăng, ngà vinh, cá chốt, cá linh, cá chạch. Tùy loại cá nên giá bán cũng vì thế khác nhau, thường dao động từ 60 đến 200 ngàn đồng một ký. Trong đó cá linh, một loại cá mang nét đặc sản mùa nước nổi, hiện đang bán với giá khoảng 150 ngàn đồng một ký. Chính nhờ có đặc sản cá mùa nước nổi đã giúp cho người dân địa phương vừa có thêm thu nhập đáng kể, vừa tạo nên nét chấm phá đầy sức sống cho khung cảnh nhộn nhịp của chợ quê miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long.